Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào, tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt, hãy cùng đón xem ngay sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, sáng nay vụ vỡ đập Khúc Đình, huyện Hồng Động, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã làm ít nhất 2 người ở thôn Nam Dương Hải thiệt mạng khi hơn 100 mét đoạn bờ đập chứa nước bị vỡ. Vụ vỡ đập xảy ra vào ngày thứ Hai vừa qua, nhưng mãi 3 ngày sau mới được báo chí Trung Quốc đồng loạt đưa tin. Tân Hoa Xã cho biết vào lúc 7 giờ sáng thứ Hai vừa qua, đoạn đập này bất ngờ bị vỡ toang kéo theo khoảng 18 triệu mét khối nước ập xuống, nhấn chìm khoảng 19 thôn trong 3 thị trấn ở vùng hạ lưu. Khoảng 10.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi nơi cư trú do nước tràn về rất nhanh. Giao thông trên đường cao tốc và đường sắt gần nơi đập nước này vỡ đã bị ách tắc khoảng hơn 27 giờ. Hình ảnh cho thấy những ngôi nhà không người ở, cây cối, đất đá ngổn ngang do dòng nước lũ bất ngờ cuốn đến và giật sập. Mực nước lũ còn in đậm đến nửa căn nhà của các thôn bị nhấn chìm. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ vỡ đập do một cống thoát nước trên đỉnh đập Khúc Bình bị thủng, áp lực nước quá lớn đã xé tạc một đoạn hơn 100 mét trong tổng chiều dài hơn 400 mét bờ đập. Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, nguyên nhân vỡ đập vẫn đang được điều tra thêm bởi con đập này được xây từ năm 1959 và gia cố vào năm 2004. Theo thiết kế ban đầu, hồ chứa nước của đập Khúc Đình có thể chứa đến 19 triệu mét khối nước. Và khi đập bị vỡ thì nước trong hồ đã trút xuống hạ lưu nhấn chìm toàn bộ làng mạc và phố xá. 600 triệu người Trung Quốc chìm vào biển nước nếu vỡ đập Tam Hiệp. Kính thưa quý vị khán giả, do những cơn mưa kéo dài ở miền Nam Trung Quốc khiến đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào và hơn 600 triệu người bị ảnh hưởng nếu vỡ đập. Theo đài truyền hình CCTV, lũ lụt ở sông Dương Tử và các nhánh của sông này lên cao nhất trong vòng 80 năm trở lại đây. Các nhà chức trách đã tiến hành sơ tán 40.000 người khỏi khu vực nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo nếu trường hợp vỡ đập Tam Hiệp, ít nhất 600 triệu người sống ở hạ lưu sông Dương Tử, bao gồm cả cư dân Thượng Hải, Vũ Hán sẽ chìm trong biển nước và bị ảnh hưởng nặng nề. Đó là còn chưa tính đến những thiệt hại về kinh tế mà Trung Quốc có thể gánh chịu. Các nhà thủy văn Trung Quốc tin rằng con đập này sẽ không thể chịu được lũ lớn. Hình ảnh vệ tinh chụp con đập năm 2008 và năm 2000 cho thấy con đập đã có sự biến dạng rõ rệt. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc phủ nhận thông tin này, họ nói rằng sự khác biệt là do chất lượng hình ảnh vệ tinh. Nhà khí tượng thủy văn nổi tiếng người Trung Quốc, ông Wang Weiluo nói rằng, kể từ sau trận lụt năm 1998, Thủ tướng Trung Quốc đã thuê các chuyên gia châu Âu đến để kiểm tra chất lượng con đập. Các chuyên gia châu Âu cho rằng cốt thép gia cố đập không đạt tiêu chuẩn. Một trong những vấn đề đáng lo ngại nữa là các vết nước từng xảy ra trong quá khứ sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng chịu áp lực của con đập trong lần này. Cũng theo ông Wang, việc thiết kế, xây dựng, đánh giá, nghiệm thu đều do cùng một nhóm công nhân và chuyên gia đảm nhận, khó có thể đảm bảo về chất lượng cũng như sự chính xác của báo cáo. Trước cảnh báo mới đây của ông Wang, Thời báo Hoàn Cầu, Thời báo cũng nhanh chóng tiếp dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Trong khi đó, cô San, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn an toàn kể cả khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175 mét và lưu lượng nước đổ về đạt 75.000 mét khối trên giây. Cảnh báo thảm họa từ quá khứ. Đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới với chiều dài 2.309 m, rộng 600 m và cao 185 m. Để xây dựng con đập Tam Hiệp, Trung Quốc cần 28 triệu mét khối bê tông. Đập Tam Hiệp được khởi công xây dựng từ năm 1994 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012. Hiện có 34 tổ máy phát điện làm việc ngày đêm với công suất lên tới 22.500 MW. Các nhà khoa học từng đưa ra nhiều dự báo cho con đập Tam Hiệp nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm một cách cần thiết. Dự án xây con đập từ đầu năm đã gặp phải làn sóng dữ dội trong nước và quốc tế. Lập luận của những người phản đối dự án là rất thuyết phục. Giáo sư Rudolph Wanner, người Trung Quốc học tại Đại học Heidelberg tại Đức cho biết, theo đó, đầu tiên để giải quyết vấn đề lũ lụt hàng năm ở sông Dương Tử, các nhà nghiên cứu cho rằng sẽ hợp lý hơn nếu xây dựng một số đập nhỏ trên các nhánh của sông này. Tiếp đó, vấn đề ô nhiễm của hồ chứa là mối quan tâm lớn, nước thải của 40 thành phố sẽ đổ vào dòng chảy và chỉ có vài trong số đó là có nhà máy xử lý nước thải. Còn phía chính quyền cho rằng hồ nước đóng vai trò là hồ điều hòa làm mát không khí, tăng lượng mưa cũng như tăng đa dạng sinh thái khu vực xung quanh hồ. Bên cạnh đó, cây giá quá đắt cho một con đập. Để hoàn thành con đập, Trung Quốc đã chi ra hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Sau trận lụt năm 1998 khiến cho những người phản đối cảm thấy nhận định của họ là đúng, khi ấy họ tin rằng bi kịch vẫn chưa xảy đến với con đập này, bởi vì việc xây dựng con đập đã hình thành một hồ chứa nước khoảng 1.000 km vuông và sâu 175 m, nghĩa là có khoảng 22 tỷ mét khối nước ép lên thành đập. Và nếu con đập bị vỡ do mưa lũ hoặc do động đất chẳng hạn thì hậu quả sẽ rất lớn. Ngoài ra, nguyên nhân sự cố có thể là do mưa lũ, mưa nhiều tràn qua mép đập dẫn đến phần móng và đáy bị yếu dần. Thực tế trong lịch sử đã có những bi kịch tương tự, tuy nhiên công dân Trung Quốc hoàn toàn không hài lòng với báo cáo này. Họ cho rằng lời chỉ trích vào báo cáo đó là do phương Tây và có ý phân biệt chủng tộc và họ không cần sửa chữa gì cả. Còn truyền thông Trung Quốc bình luận rằng con đập chắc chắn đến nỗi có thể đứng vững trước trận lụt tồi tệ nhất trong 1.000 năm. Và vài năm sau đó, giới truyền thông nước này đã bớt đi một con số 0, tức là 100 năm. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, chuyên gia cảnh báo người dân chuẩn bị sơ tán. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc Wang Weiluo cảnh báo cư dân ở vùng hạ lưu sông Dương Tử nên chuẩn bị sơ tán trước nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ. Trả lời phỏng vấn của Radio France International, nhà thủy điện văn học của Trung Quốc Wang Weiluo đã đặt câu hỏi về sự an toàn của con đập khổng lồ Tam Hiệp, cảnh báo rằng nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông Wang có quan điểm trái ngược với tuyên bố trấn an của truyền thông nhà nước. Ông Wang cho rằng đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người đã tin tưởng và chỉ ra rất nhiều bất cập về tình trạng của con đập hiện nay. Ông Wang cho rằng vấn đề nghiêm trọng hiện nay là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt tiêu chuẩn được phát hiện trong quá trình xây dựng. Ông cảnh báo sự cố vỡ đập sẽ gây hậu quả thảm khốc cho các cá nhân cư trú ở hạ lưu sông Dương Tử và họ nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo chuyên gia thủy văn Trung Quốc, việc thiết kế, xây dựng, kiểm tra chất lượng con đập chưa được thực hiện một cách độc lập cũng như có các đánh giá khách quan. Ngoài ra, công trình này đã được hoàn thành với tốc độ quá nhanh. Các trận mưa lũ đang càn quét dữ dội ở miền Nam Trung Quốc, gây ngập cục bộ tại 24 tỉnh thành ở nước này. Mưa lũ và các trận sạt lở ở khu vực bắt đầu từ ngày đầu tháng đã nhấn chìm hơn 7.300 ngôi nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Theo giới chức địa phương, thiệt hại kinh tế trước mắt ước tính là 2,9 tỷ đô la Mỹ. Trận lũ đang diễn ra ở miền Nam Trung Quốc được đánh giá là dữ dội nhất trong 80 năm qua, buộc nhiều tỉnh thành phải kích hoạt báo động đỏ. Đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đang chịu sức ép rất lớn. Các trận mưa không ngừng cũng đã làm dấy lên lo ngại của công chúng Trung Quốc về nguy cơ bị vỡ của dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Chuyên gia thủy văn Trung Quốc cho hay trong cuộc họp báo vừa qua, Thứ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc Ye Jianchun cũng đã thừa nhận mực nước ít nhất trên 148 con sông ở Trung Quốc đã dâng cao trên mức cảnh báo, chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Chuyên gia Wang Weiluo cũng đã chỉ trích chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã từ chối thừa nhận mối nguy hiểm tiềm tàng của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã nhanh chóng gạt bỏ những lo ngại của ông Wang trong bài xuất bản hôm thứ Tư, trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa lượng nước vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Theo lập luận của ông, mực nước ở hồ chứa Tam Hiệp mới chỉ chạm tới mức 147 m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2 m. Ông Quách Tấn cho rằng đập thiết kế để đáp ứng được mực nước lên tới 175 m hoặc lượng nước vào 70.000 mét khối trên giây. Do đó, với mực nước 147 m và lượng nước vào 26.500 mét khối trên giây, đập vẫn an toàn. Cũng theo ông Quách, đập Tam Hiệp được trang bị một hệ thống theo dõi sức khỏe đa kênh. Hệ thống này sẽ báo động khi có điều bất thường nhưng đã bị biến dạng, và việc báo động sẽ diễn ra rất lâu trước khi đã có sự thay đổi có thể nhìn thấy. Đập Tam Hiệp được Bắc Kinh ca ngợi là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Con đập này nằm chắn ngang sông Dương Tử ở Tam Đảo Bình, Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Tổ hợp bao gồm một đập dài hơn 2.300 m, cao 185 m và một hồ chứa nước khổng lồ được thiết kế để tạo ra điện năng và kiểm soát lũ. Đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1994, vận hành toàn phần vào tháng 7 năm 2012. Đến nay, công trình vẫn giữ kỷ lục đập thủy điện lớn nhất thế giới với 34 tổ máy phát điện, cho phép hoạt động công suất tới 22.500 MW với sản lượng điện hàng năm đạt 100 tỷ kWh. Từ năm 2011 đến nay, Trung Quốc đã chi hơn 600 tỷ nhân dân tệ để giải quyết các tác động lâu dài của con đập khổng lồ này đến môi trường và cư dân lân cận. Tuy vậy, nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại và chính phủ cam kết sẽ chi thêm tiền để đảm bảo hiệu quả của dự án. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.